Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh Xe Giỏi của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0. Chiếc xe Hyundai Elantra thì nó đang thuộc phân khúc hạng C, cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Honda Civic, chiếc xe Kia Cerato hoặc là chiếc xe Toyota Corolla Altis, Mazda 3 Sport hay rất nhiều loại xe trên thị trường Việt Nam. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng lăn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 này có những gì thì em xin phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì mấy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh em thì mình đăng ký kênh em nhá, bởi vì kênh Xe Giỏi em sẽ chuyên về giá xe, tẩu lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá miết của nó đang là 699 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 9 này thì chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 này lăn bánh nồi cho đang là 753 triệu ạ. Còn trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 244 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 721 triệu, trả góp thì đang là 212 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 739 triệu, trả góp thì đang là 230 triệu anh em nhá. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết lăn bánh nào thì gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá sẽ là tốt nhất trường nhận bé ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể này. Kích thước tổng thể chiếc xe này thì đang dài đang là 4m620 ạ, rộng là 1m80 nhá, còn cao là 1m450 đấy ạ. Còn chiều dài cơ sở nó rất là dài, nó là dài 2m70, còn khoảng sáng cầm xe nó là 15cm đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Elantra bản 2.0 này đó chính là mặt lưới ca lăng hình lục giác. Các cái bậc của nó sẽ là được thanh nẹp chrome, giúp cho chiếc xe cảm giác rất là sang trọng nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước của nó này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này sẽ là đèn full LED nhé, đèn full LED luôn đấy ạ, đèn LED toàn bộ luôn, nhìn rất sang trọng anh em ạ. Còn đây giải đèn LED ban ngày này rất là dài, nó chạy này, nó chạy tít xuống dưới đây này. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen. Dạng của nó thì vẫn là đèn halogen thường thôi nhá, phản xạ đa hướng ạ. Kiểu dáng của nó thì nó đã được thiết kế, nó đã thay đổi đến rất là nhiều. Nó hình tam giác và có khả năng nhìn trông nó rất là thể thao, rất là cá tính anh em ạ. Tính năng an toàn về đần đầu xe này, nó sẽ có cảm biến lùi, xin lỗi, nó có cảm biến góc trước nhá, 1, 2, 3 và 4 ạ, cho nó tổng cộng 4 cảm biến góc trước đấy ạ. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Elantra bản 2.0 này thì nó cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhé, vành màu bạc xám, vành của nó sẽ là vành 17 inch ạ. Phanh đĩa cho cả 4 bánh anh em ạ. Và nó sẽ có thêm được đó các tính năng an toàn như sau, gồm có cảm biến đa số lốp này, rất tuyệt vời đúng không ạ. Có hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, và rất nhiều tính năng an toàn nữa thì xin phép cuối video em sẽ giới thiệu cho anh em ạ. Ở đây giới thiệu cho anh em về gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu thì nó sẽ là cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy là sẽ là có xi nhan trên gương và sẽ là có chỉnh điện và gập điện ạ, và sẽ gập gương tự động đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về tay lắm cửa này. Tay lắm cửa của nó sẽ là tay lắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa. Tích hợp trên đấy là sẽ có nút bấm trên tay lắm cửa, đó chính là chìa khóa thông minh ạ. Tay lắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa luôn anh em nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe còn là chiếc xe này thì sẽ có cửa sổ trời này. Nó cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên, nó không phải cửa sổ trời toàn cảnh đâu ạ. Anten của nó sẽ là anten vây cá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về bánh sau này. Bánh sau của nó sẽ là vành, cũng là giống như bánh chính, nó là vành đúc hợp kim nhôm, phanh đĩa cho cả 4 bánh, vành 17 inch ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc xe Elantra 2.0 này thì phần đuôi xe của nó cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nó sẽ cứng cáp hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn rất là nhiều nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về nữa, đó chính là phần cụm đèn ạ. Cụm đèn phía sau của nó sẽ là phần đèn halogen ạ. Cụm đèn của nó sẽ là chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, giúp cho chiếc xe nó nhìn trông nó thanh thoát hơn, thể thao hơn và sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Các tính năng an toàn về phần đuôi xe có như sau, đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này, 1, 2, 3 và 4 ạ, và có camera lùi anh em nhá. Cam nồi đấy ạ. Cam nồi thiết kế theo kiểu dấu này nhìn rất là hay ạ. Rất là độc đáo ạ. Tiếp theo sẽ mở cốp cho anh em này, cốp này, mở cốp dấu này, anh em bấm vào đây nhá. Đó. Đây, giới thiệu cho anh em về cốp xe của chiếc xe Elantra 2.0 này. Cốp của chiếc xe này thì rất là rộng anh em nhá. Cốp xe rất rộng đấy ạ. Hàng ghế thứ hai có thể gặp được 60-40 nên anh em có thể để đồ dài, đồ to và đồ rộng rất thoải mái cho anh em. Rồi xong mở cốp lên cho anh em xem này. Đây chính là nó là lốp phụ của nó sẽ là giống như bốn lốp chính nhá. Sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 17 inch và sẽ là có bộ đồ tháo lốp và kích lốp để ở giữa đây ạ. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu này. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Elantra 2.0 này như sau. Đó chính là ở trong đô thị đang là 9 lít 75, ngoài đô thị thì đang là 6 lít 42, và kết hợp trung bình đang là 7 lít 66 thôi anh em nhá. Đó. Ok, rồi bên sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Elantra bản 2.0. Nội thất của nó sẽ là nội thất màu be kết hợp màu đen, tạo ra không gian nội thất bên trong nhìn rất là rộng rãi và sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là phần ghế của nó. Ghế của chiếc xe Elantra 2.0 này nó chính là ghế da nhá. Ghế da và sờ rất mềm mại ạ, và ngồi rất ôm ghế ạ. Ghế của chiếc xe này sẽ được chỉnh điện 10 hướng này. Chỉnh điện 10 hướng anh em nhá. Đó. Chỉnh điện 10 hướng đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng 3 chấu nhá. Vô lăng 3 chấu tích hợp trên đấy sẽ có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này, và bên này sẽ có cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Và chiếc xe này về chất liệu của nó là được bọc da sờ rất mềm mại anh em nhá. Về tính năng an toàn về chỗ vặn vô lăng này nó sẽ là có túi khí. Túi khí chiếc xe này sẽ là tổng 6 túi khí cho anh em đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cánh cửa này. Cánh cửa của chiếc xe này thì cũng là màu đen và màu be. Các nút bấm ở tích hợp trên cánh cửa này có như sau. Nó sẽ là có cụp gương tự động này, điều chỉnh 4 ngặt gương này, và sẽ có là chính là chốt cửa và khóa cửa, và đặc biệt đó chính là sẽ có lên xuống kính cho cả 4 cánh cửa anh em nhá. Riêng ghế lái sẽ là có auto. Auto là gì ạ? Là tự động lên và xuống và cả chống kẹt cho anh em đấy ạ. Ok, giờ đến sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em về nội thất bên trong này, đó chính là chìa khóa thông minh 1 chạm nhá, Smart Key viền xung quanh đường mạ chrome, nhìn rất là xịn sò đấy ạ. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Elantra 2.0 này. Bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe này thì em đánh giá nó khá là cơ bản, nó không phải quá sang trọng đâu ạ. Nhưng mà rất nhiều các thông tin cho anh em nhá. Đây là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước làm mát này. Còn đây là bên công tơ mét, dưới này đó chính là mức nhiên liệu ạ. Còn đây là màn hình hiển thị đa thông tin cho anh em thể cài đặt hình ảnh, âm thanh, cửa rồi rất nhiều cài đặt cho anh em nhá. Còn cái đèn màu vàng và màu đỏ này đó chính là đèn cảnh báo đấy anh em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này, nó có chế độ auto. Auto là gì? Là có chế độ tự động bật sáng khi mà vào trời tối, hầm tối anh em nhá. Nó sẽ có chế độ auto đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa nó có chế độ auto đấy ạ. Auto là gì ạ? Là tự động gạt mưa khi mà trời có mưa. Theo em thì anh em luôn luôn để chế độ auto thì nó sẽ thuận tiện với anh em rất là nhiều, nó sẽ chủ động hơn rất nhiều anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí. Màn hình giải trí của chiếc xe Elantra bản 2.0 này sẽ là màn hình cảm ứng 6,5 inch, có 6 loa cho anh em nhá. Màn hình có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em. Có kết nối Apple CarPlay này. Đấy, có cả định vị chỉ đường cho anh em này. Đấy, rồi em sẽ bật cho em này, chỉ đường này, map này, nó sẽ chỉ đường cho anh em nhá. Đó. Ngoài ra màn hình cảm ứng này nó sẽ các phím cơ như radio, media, map, phone, và cài đặt và điều chỉnh âm lượng. Nó có thể điều chỉnh các phím cơ để cho anh em khi đi trên đường anh em không phải tập trung sử dụng màn hình cảm ứng, chỉ bấm nút cơ thôi là xong ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa của chiếc xe này sẽ là điều hòa tự động 2 vùng độc lập nhau nhá. 2 vùng độc lập đấy ạ, rất tuyệt vời anh em. Còn đây là các cái nút vi nhựa sấy kính xước, sấy kính trao, lấy gió trong, lấy gió ngoài để bật tắt này, nó rất là khá là cơ bản đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới nữa, đó chính là có cái gì ạ? Đây, đó chính là có cổng USB nhá, cổng AUX này, đây là cổng điện 12V anh em nhá. Còn dưới đằng này đó chính là cái sạc thông minh IQ. Sạc thông minh IQ cho chiếc điện thoại với iPhone 8 trở lên anh em có thể sử dụng được rồi. Rất tuyệt vời anh em. Đây em giới thiệu cho anh em về phần hộp số này, cần số của chiếc xe Elantra 2.0 này thì hộp số của nó là sử dụng là hộp số tự động 6 cấp anh em nhá. Hộp số tự động 6 cấp. Tích hợp trên đấy là có như sau, sẽ là có sấy ghế này, sấy vô lăng này, đây, sấy ghế bên phụ này, bật tắt cảm biến này, và nó Mode driver là các chế độ lái nhá. Giờ em sẽ quay cho em bản hiển thị đa thông tin để cho anh em xem nó các chế độ lái nào nè. Đấy nhá, anh em xem đây nhá. Đầu tiên này, chế độ lumen là chế độ lumen này. Chế độ lumen đó chính là chế độ thông thường nhá, chế độ eco, chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Còn chế độ sport là chế độ thể thao. Còn chế độ smart là chế độ thông minh. Nó chuyển đổi giữa eco và sport thì theo em, anh em để chế độ này thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều ạ. Hôm nay giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa thì có những gì như sau ạ. Đó chính là sẽ có hộp để tàn thuốc lá này, rất ưu ái cho em nam đúng không ạ. Phanh tay của nó sẽ là phanh cơ nhá. Còn đây là hộp tựa tay trung tâm. Hộp tựa tay trung tâm là này sẽ là được bọc da rồi, sờ rất mềm mại ạ. Và đằng trong này sẽ là có cổng sạc điện thoại này. Đó, anh em thấy nào ạ. Và hộp tựa tay trung tâm nó rất là to bản. Được ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu bên trong xe của chiếc xe Elantra 2.0 này thì gương chiếu hậu trên xe nó cơ bản thôi, lẽ sẽ không có chống chói tự động hay la bàn đâu ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn chân này. Đèn chân của nó sẽ là có 3 chế độ này, luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhá. Và đây là cái phím cơ anh em thể bấm trực tiếp đây ạ. À. Còn đằng này đó chính là cái anh em có thể để kính, để đăng ký đăng kiểm nhỏ nhỏ mình để đây nhá. Còn cái ở giữa này đó chính là cửa sổ trời đấy ạ. Đây. Giờ em sẽ mở cửa cho anh em xem này. Đó, anh em thấy nào ạ? Đấy là cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên nhá. Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em ạ. Em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên. Hàng ghế thứ hai nó sẽ là được màu be này và được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Và hàng ghế thứ hai nó có thể gặp được 60-40 anh em nhá. Và nó sẽ có thêm được kiểu này là tựa tay trung tâm. Tựa tay trung tâm anh em có thể để chai nước ở đây này, về tựa tay này, rất thoải mái và tiện nghi cho anh em ạ. Ok, giờ em sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đây, em giới thiệu cho anh em về độ rộng rãi trước nhé. Em cao 1m80 để chân này, anh em này là vẫn còn một thừa khoảng một lửa găng tay nhá, để rất thoải mái. Mà hàng ghế đầu tiên đúng không, em ngồi rất thoải mái rồi đấy ạ. Đây em giới thiệu cho anh em nữa đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai, rất là tuyệt vời anh em. Điều hòa anh em, trời nóng thời tiết nóng như này 35-40 độ, yên tâm hàng thứ hai mát lên rất là nhanh ạ. Giới thiệu cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên, về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 với trị giá chỉ hơn 600 triệu đồng này thì em nghĩ là chiếc xe này thì khó lòng anh em có thể chê trách nó quá nhiều được về những tính năng option của mang lại cho anh em. Thì anh em hãy gọi điện cho em nhé, qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để em sẽ cho anh em với cái giá sẽ là tốt nhất và cam kết anh em giá lúc nào sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em. Ok, giờ sang bên động cơ giới thiệu cho anh em về phần động cơ ạ. Em giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Elantra 2.0. Nó đang sử dụng là động cơ, nó chính là động cơ Lu 2.0 nhá. Với công suất cực đại nó đang là 165 mã lực, xin lỗi ạ, 156 mã lực trên cho 6.200 vòng trên phút nhá. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 196 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút đấy ạ. Dung tích bình liệu này sẽ là 50 lít đấy ạ. Còn đây em xin phép giới thiệu cho anh em nữa đó chính là về động cơ của nó này. Động cơ của nó sẽ là động cơ DOHC. DOHC là gì ạ? Là trục cam kép nhá. Và 16V đó chính là 16 van đấy ạ. Động cơ của nó sẽ là 4 xi lanh thẳng hàng ạ, hình chữ Y ạ. Còn đây là giới thiệu cho anh em nữa đó chính đằng này đó chính là nước rửa kính này. Còn bên đây đó chính là cổ hút được lên để lên rất cao rồi. Còn đằng này đó chính là gầu chì nhá. Còn đây là ắc quy. Ắc quy của nó rất là to và nó là ắc quy khô đấy ạ. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh em nhá. Đây, sẽ cho anh em tổng thể này. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là tính năng an toàn của chiếc xe Elantra 2.0 này. Có gì không? Em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhá. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo những tính năng an toàn của chiếc xe Elantra 2.0 này có những tính năng an toàn như sau. Gồm có hệ thống phanh ABS này, cân bằng điện tử xe ESC này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc nhá. Hệ thống chống trơn trượt xe này, mã hóa động cơ này, cảm biến lùi này và có cả camera lùi nhá. Cảm biến góc trước có đấy ạ. Và có kiểm soát lực kéo. Về túi khí thì bạn này sẽ là 6 túi khí cho anh em đấy ạ. Và sẽ có thêm được gói cảm biến số lốp như em đã giới thiệu cho anh em rồi ạ. Về màu sắc chiếc xe này sẽ là có khá nhiều màu cho anh em lựa chọn, gồm màu trắng như mình đang xem ạ, màu đỏ, màu bạc, màu xanh dương và màu đen ạ. Tổng sẽ có 5 màu cho anh em lựa chọn nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng chi bánh này và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau như là Toyota, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.